tổng hợp ấy, mà tách ra các tài khoản chi tiết và mình ưu tiên đưa ra tài khoản nào ấy, là đầu tiên thì mình cần phải xem ở đây thì cái doanh thu của mảng nào nhiều nhất thì mình sẽ đưa vào cái đấy trước. Thế ở đây là của mình là cái gì nhiều nhất nhỉ? Để công trường á chị, nói chung là mấy cái này là mấy cái này là phục vụ cho công công trình á, giống như mình thi công công trình xong rồi trong đó nó sẽ có nhiều cái hạng mục công trình á, là toàn bộ cái này hầu như là công trình hết đó chị. Hầu như là công trình. Thế còn cái sản xuất bê tông tươi này, bê tông tươi đó mình chỉ để phục vụ cho công trình thôi, chứ mình bán thẳng rất là ít luôn á chị. Có nghĩa là mình sản xuất, mình nhập xong rồi cái mình cũng xuất cho công trình luôn. Nên bên mình nó hóa đơn hầu như xuất ra là xuất cho công trình không mà chị. Như vậy là thực chất là ví dụ như một cái hóa đơn của em đây là ví dụ bê tông này này, mình tự sản xuất ra mình đổ vào cái công trình này luôn đúng không? Đúng rồi, rồi chị. Sản xuất ra mình đổ cái công trình này luôn. Nhưng mà ở đây chị thấy em ghi lại là kiểu tách ra từng mục thôi, nhưng bản chất thì vẫn là một cái hợp đồng đúng không? Dạ đúng rồi chị, bản chất nó vẫn là cái công trình ở trên đây nè chị, trải thảm, bê tông, nhựa nóng, công trình thuận lợi là cái tất cả cái này, nhưng mà nó đều là cái công trình này hết. Nên thật ra cái doanh thu này em up lên đó, nó chưa có đúng đâu chị, em hiểu là nó chưa có đúng, mà giống như lúc đó em chỉ up dựa trên hóa đơn là em up lên thôi. Nhưng mà giống như bây giờ á, là mình nếu mà ấy là mình phải thay đổi cái mã hàng trên doanh thu, nên em cứ để HD là giống như em đang để cái mã nháp á, nó chưa có liên quan gì tới các cái chi phí hết á. À, tất nhiên cái này thì em đang làm sai rồi, nhưng ý của chị là chị đang thấy rồi, là bây giờ chị phải thống nhất lại. Tất nhiên là chị hiểu rằng bê tông tươi ấy, thì cũng không có như giống như trong giáo trình của chị hướng dẫn ấy, thì bản chất bê tông tươi thì cũng chẳng ai sản xuất rồi nhập vào kho 155 để đi bán đâu, thực sự là như thế, mà là bê tông tươi thì chẳng qua là đổ vào cho cái công trình xây dựng đúng không nào? Thì mình sẽ mình coi như là cái nguyên vật liệu một phần mình sản xuất vào đấy để mình đội cái giá thành của nó lên thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Nên bên Excel á, người ta không có đưa qua 155 mà người ta đưa thẳng luôn qua 621 luôn. Đúng. Có nghĩa là bên dạ bởi vậy, nhưng mà khi mà em làm qua Mesa thì em đang đưa là 155, có nghĩa là em đang đưa ít hơn, em đang đưa nhiều hơn một bước so với cái người làm Excel cũ quá chị. Chứ mà em thấy nếu mà ấy là thực ra có hai cách làm. Bây giờ bên em vậy, em phải hiểu là cho chị một cái đồng cái hợp đồng. Trước hết là em có cái hợp đồng là đấy. Hợp đồng thi công ấy. Dạ có chị. Ờ, bây giờ cho chị. Dạ có chị. Dạ trong file này nó có. Lấy ở trên máy tính của em được, ok. Nếu như là hợp đồng mang tính chất xây dựng ấy thì ta sẽ tạo mã theo công trình. Còn nếu như mà bên em là tạo mã theo công trình đó chị. Ý là bên em là chắc chắn là tạo mã theo công trình đó. Ví dụ như cái năm 2021 ở đây thì tất cả những cái mà bây giờ đây em mở cho chị coi cái dữ liệu, cái dữ liệu thử ở bên đó là mình nhìn qua một cái là mình ấy nha. Ví dụ như là tổng hợp đi, là họ đang làm sổ cái này chị nè, ví dụ thì đây thì toàn bộ ví dụ như là từ 152 nè, từ 152 này chị nè, đây 152 này thì đưa thẳng vô 6221, 6212 và 6213 luôn, có nghĩa là không có đưa qua 155, không có đưa qua thành phẩm. Thì cái tài khoản 152 là nguyên vật liệu á, thì khi mà nguyên vật liệu này xuất ra để sản xuất cái bê tông nhựa nóng, không từ bê tông nhựa nóng đó thì đưa vô 6211, 626 rồi đưa vô 6212 rồi 6213 ví dụ như vậy á chị, chứ không hề đi qua kho 155 luôn. Còn cái hợp đồng á, hợp đồng thì cũng toàn bộ là không, thực ra của em thì đưa vào 621 luôn là đúng. Tuy nhiên là em phải định mức, định mức ngầm hiểu ở ngoài là cái công trình này ấy, thì cần bao nhiêu khối bê tông tươi, mà bao nhiêu khối đấy sẽ tương ứng với bao nhiêu là cát rồi đá các kiểu ấy, xi măng, đúng rồi. Đấy, thế thì em sẽ xuất thẳng trực tiếp vào luôn, có nghĩa là mình sẽ định mức ở ngoài thôi, mình không cần qua 155 nữa. Em hiểu không? Thì mình sẽ đỡ một công đoạn. Mà bản chất là nó cũng vấn đề. Tức là cái giáo trình bê tông tươi nó đang hợp cho công ty sản xuất, còn của em là đang là công ty thi công. Đó ví dụ như đó, tất cả các cái hợp đồng á chị, hợp đồng thi công này chị, hợp đồng của công ty này chị nè, hợp đồng rải thảm nhựa em bấm mở cái cho mở cho chị xem một cái rải thảm nhựa nào. Dạ.
em mở rồi chị. Nên bên em á, nếu ấy là tính tính giá thành, là tính giá thành công trình đó chị. Còn ví dụ như có tính cái giá thành thành phẩm sản xuất á, thì cái đó nó cũng xuất ra lại 155, mà nó xuất hết 155 nó đưa vô lại 621. Không, thực ra là của bên em thì theo chị là không liên quan 155 đâu. Chị đọc hợp đồng đây là chị thấy là kiểu như bên em là trải thảm nhựa này thì cần bao nhiêu vật tư ấy thì mình đổ thẳng vào thôi. Rồi cho chị một cái nào mà gọi là bán thành phẩm không? Một cái hợp đồng bán thành phẩm. Bán thành phẩm. Bán thành phẩm chị, em nghĩ bán thành phẩm chắc. Bán thành phẩm. Đấy, mình phải hiểu chị nói cái nào còn vượt qua 155 trong trường hợp là mình bán nhá. Em hiểu không? Bán. Đúng rồi, mình bán em sản xuất ra một cái máy tính. Giá thành 10 triệu này em bán được 12 triệu thì đấy là gọi là sản xuất nhá. Dạ, có nghĩa là có em hiểu rằng đó là ở trên đây nè thì toàn bộ hiện nay á là ví dụ như là cái ví dụ cái thành phẩm là nó có là bê tông tươi và nó có nhũ tương. Thì khi mà trong cái thành phẩm bán ra này á, thì toàn bộ là hợp tác vô số 21, số 22 hết. Nên nó không có bán thẳng, mà nó chỉ bán thẳng là ví dụ đá, nó bán thẳng nguyên vật liệu quá chị. Đá bán thẳng đấy là hàng hóa. Có nghĩa là em mua đá về, em thừa một ít thì em bán ra. Bán. Rồi. Dạ đúng rồi, dạ nó là chỉ có những cái đó thì nó bán thẳng thôi. Thì hiện nay á, em đã đưa lên á, thì những nếu mà mình muốn coi những cái bán thẳng á, là mình coi trong cái chi tiết 632 nè. Tại vì khi mà bán thẳng á, thì cái giá vốn người ta đang hạch toán vô 632. Nên nếu như mà bán thẳng thì mình bấm vô 632 á, để mình coi. 632. Dạ đây. Cái giá vốn mà đưa vô 632 đâu rồi. Đây chị, đây giá vốn hàng hóa đây. Thì những chỉ có những cái này thì mới là bán thẳng này chị nè. Bán đá này, bán nhựa này, hầu như là bán nguyên vật liệu, bán nguyên vật liệu. À thế tại sao tài khoản đối ứng của nó vẫn là 152? Tại vì tất cả những cái này thực ra là mình mua về để mình sản xuất. Nên sai khi nhập rồi. Khó. Sai. Dạ. Mình chỉ bán một phần, mình chỉ bán một phần thôi chị. Nên giống như mình phải chuyển từ 152 qua 156. Đúng rồi, chính tại xác. Dạ. Ví dụ đầu tiên em phải đưa vào 152 này. Dạ. Một phần em đưa vào công trình là em xuất kho vào công trình này. Đúng không? Và dạ. Một phần thì dạ, em rồi, mới chị. Mang đi em bán thì em phải chuyển sang cái kho 156 rồi em bán này. Dạ dạ. Chứ dạ, em thì không đúng rồi. Làm như thế này. Dạ trên Excel là họ đang làm thẳng như vậy nên cái việc là em chỉ có mới đưa từ Excel lên thôi, còn em chưa rồi, có xử lý cái đúng okay, trong quy trình rồi. Dạ. Từ từ. Tóm lại như vậy là công ty em là có là thương mại, xây dựng dạ. và dịch vụ vận dạ, tải và cho thuê chứ không dạ, phải là rồi, sản chị. Xuất để bán cái thành phẩm bê tông đúng không? À, dạ đúng rồi. À, dạ đúng rồi chị. Rồi, đấy, đầu tiên là phải hiểu về doanh nghiệp của mình để từ đó bắt đầu mới bóc doanh thu, bóc giá vốn ra theo cái phát sinh của bên em. Như vậy là cái giá vốn này thì nó phải tương ứng với, tất nhiên khi là hình thành ra giá vốn cái này sai rồi để nói chị nói sao nhỉ. Nhưng mà bây giờ mở cái phần doanh thu, nhưng mà chị khi mà chị mở cái doanh thu ở đây 72 tỷ này thì chị chủ yếu chị thấy có mỗi là nhũ tương. Nhũ tương này là sản xuất hay là mua bán thẳng? Ý là cho em coi. Đây này chị đâu có thấy tương. Mấy cái vừa mới xong qua bán thẳng. Đây đâu nhỉ? Cái nhũ tương này là có một phần bán thẳng đó chị. Cái này là vậy là nó nhũ tương này là có một phần bán thẳng. Mua ở ngoài xong bán cộng với cát đá thừa không, bán đúng không? Dạ cái không nhũ tương là cái mình sản xuất ra chị. Nhũ tương là thành phẩm á chị. Nhũ tương là thành phẩm mình bán á chị, chứ không phải là mình mua ở ngoài về mình bán. Nên nó vẫn có và bán một phần. Thế thì nhũ tương này là mình sản xuất ra để bán. Thì đây vẫn như vậy là công ty này vẫn thực sự là vẫn phải có thêm một đoạn nữa là sản xuất đấy. Thành phẩm. Vẫn phải nhập qua 155 em ạ. Như vậy là kết luận là nó phải có là 156 này, hàng hóa này, thành phẩm này, 156. Công trình này và cho thuê. Bốn mảng trong một doanh nghiệp đúng không? Cho thuê. Không? Dạ đúng rồi chị. Xác là bốn mảng đúng trong doanh nghiệp nhá. Rồi vậy thì bây giờ đầu tiên ấy là mình phải đi bóc tách doanh thu giá vốn của bốn mảng đấy trong một doanh nghiệp. Nhưng bốn mảng đấy thì liên quan tới ba mảng cần phải tính giá thành, trong đó một mảng là tính giá thành theo phương pháp giản đơn và hai mảng còn lại thì tính giá thành theo công trình. Thì hai mảng còn lại đây là mảng công trình và mảng cho thuê. Em hiểu chưa? Đấy đầu tiên phải hình dung ra tổng quan của một doanh nghiệp này.
Thế thì bây giờ chị sẽ đi tách cho em doanh thu và giá vốn. Đầu tiên ạ, là chị sẽ tách này nhá. Bây giờ em ghi và lấy một cái quyển vở, một cái bút vào đấy. Dạ có, em đang có. Dạ. Khi này, thứ nhất là phải hình dung ra được cái doanh nghiệp của mình là nó có những mảng nào. Dạ. Thì để mục đích là ta đi tách doanh thu và giá vốn Dạ. liên quan tới công ty của mình bằng cách quy Dạ. định là 5111 là Doanh thu của doanh thương thu và thương mại. mại. Đúng rồi, đây em ghi này, tương ứng gạch bên Dạ. cạnh là Sáu. 6321 Dạ, 6321. là giá vốn của thương mại. Dạ. Tương tự như vậy thì 5112, 5112 5112. là doanh thu Dạ. của thành phẩm sản xuất Sản tương xuất. ứng Dạ. với giá vốn là 6322 là giá Dạ. vốn của thành phẩm sản xuất. Được chưa? Dạ. 5113 Dạ. là doanh thu dịch vụ đi với Dạ. giá vốn của dịch vụ là 6323. Tuy nhiên, Dạ. em ghi này, tuy nhiên trong công Dạ. ty mà có từ hai dịch vụ trở lên, vừa xây dựng vừa cho thuê, thì cần phải Dạ. bóc nhỏ thêm một chút nữa là 5113. Một là xây dựng, Một. quy định Dạ. đúng rồi, 51131 Dạ. là xây dựng thì đi với 63231 đúng không, là giá vốn của Dạ. xây dựng. Dạ. 51132 thì đi với 63232 Dạ. được chưa. Rồi, Dạ. cách làm mình Dạ. vào danh mục tài khoản, hệ thống tài khoản, tìm tới tài khoản 511. Thực chất ấy, trong này ấy, đã có 11 này. Đây, như thế này là đến đây 511 là đã đáp ứng được rồi nhá. Nhưng 5113 này này, 5111 là Dạ. hàng hóa này, cái này là thành phẩm, cái này là dịch vụ này. Thì cái này chị Dạ. sẽ thêm một cái nữa. Đó là 511331. Công trình thuộc 5113 nhấn cất. Rồi để chuột lên 5113. Đúng rồi. 51132. Thuê. Cho À, thuê cho đúng rồi. thuê chứ hay gì? Rồi chị. Rồi, tiếp tục. Bây giờ đến phần 32. 632 thì em nhấn thêm Dạ. 6321 giá vốn của thương mại nhấn cất. Rồi, tương tự em sẽ thêm là 6322 và 6323 nhá. Dạ. Ừ. Để em thêm luôn. Ừ. 6322 là giá vốn của thành phẩm sản xuất hả chị? Đúng rồi. Giá vốn bán thành phẩm. Đúng rồi. Chính xác. Nhấn cất. Rồi. Rồi. Giá 6223 là giá vốn dịch Dịch vụ. vụ đúng rồi. Xong rồi lại 6223 lại thêm hai cái nhỏ hơn. Rồi chị. Như vậy là em hiểu đúng không? Hiểu ý của chị đúng không? Dạ chị. Dạ. Vì công ty em dùng theo thông tư 200. Em ghi này. Dạ. Vì công ty em dùng theo thông tư 200 Dạ. nên tất cả các cái vấn đề liên quan đến thông tư 200 ấy là đều phải ăn Dạ. theo là 621, 622, 627 đúng không em? Vậy thì Dạ. bây giờ trong công ty của em nó sẽ có là ba mảng liên quan đến giá thành. Vậy thì Dạ. ví dụ như 621 ở đây, khi mà cái chi phí giá thành cũng không hề bắt buộc phải đi theo giống như là doanh thu với đối ứng với giá vốn đâu, thì em có thể quy Dạ. định này 6211 đây là coi như nguyên vật liệu cho sản xuất này, 6212 này là nguyên vật liệu cho bên xây dựng này, 6213 này Dạ. này là cho thuê này. Thì vậy thì Dạ. tất nhiên là 621 như thế này thì 622 ấy của em cũng thế, Dạ. một là Dạ. của sản xuất, hai là của xây dựng, mà ba là của cho thuê. Thì cái này em tách Dạ. đúng rồi, em chỉ cần đổi thôi chứ không phải nhà máy hay công trường hay là nhũ tương ở đây cả, em hiểu không? Dạ. Đây em sẽ Dạ. ghi là sản xuất, em hiểu chưa? Dạ. Đó, cái này là công trình đúng rồi này nhá. Dạ. Đấy, còn Dạ. cái này là cho thuê, nhũ tương này là cho thuê. Ừ. Có nghĩa là cũng có ý tưởng nhưng mà chỉ là chưa đúng thôi.
Cái này là em chỉ có đưa lên theo cái người làm cũ chứ em cũng chưa làm cái gì. À, Dạ không mà người đấy cũng có ý tưởng, có nghĩa là vẫn yeah. vẫn hình dung ra nhưng mà chưa đúng thôi. Đấy. Bây giờ sẽ là 6 hay 2 cũng vậy, đúng là 1, 2, 3, cứ đúng như thế để sau này khi phân mục đích của chị chia lên này là để tí nữa chi phí của mảng nào đi vào mảng đó. Thế thì khi đang tính giá thành của sản xuất thì chị chỉ lấy là một đuôi một thôi, em hiểu không? À, đi tính giá thành của công trường thì chỉ lấy đuôi 2, và đi tính giá thành của dịch vụ thì chỉ lấy đuôi 3. Đấy, như thế Dạ đúng rồi. cho dễ hiểu, hình dung là như thế. Thế thì 623 này cũng tương tự này, nhưng mà trong 623 là chi phí máy thi Bên công cũng tương tự này. em nó Rồi. chưa có phát sinh 623, 623 không người ta có. chưa có Thế làm. thôi không có thôi, Dạ bây giờ đúng là thật ra là trong xây dựng thì hay dùng 627, mà trong đó từ từ nhá, chị bảo này, khoan khoan. Trong đó chị nói này, không phải 627 Dạ là em tách là 627 1 2 3 này dùng ba cái này đâu, mà trong Visa ấy nó hay dùng này, 6273 có nghĩa là công cụ, 6274 là tài sản, và Dạ 6277 đúng rồi, ba cái này, thì ba cái này lại tách Dạ ra thành 1 2 3 tiếp, em hiểu không? Đấy, Dạ 73 Dạ 74 77. Em làm xong chị bảo tiếp. Như vậy là bây giờ chị yêu cầu em một vấn đề tiếp theo, đó là em Dạ sẽ vào phần báo cáo mở ngoặc Dạ mở bảng cân đối tài khoản ra và chọn thời điểm mà mình cứ cân cho chị 6 tháng cái đã nhá. Thì sau khi ok Dạ 6 tháng rồi em sẽ tự làm được và cuối năm chị sẽ kiểm tra lại được không? Đó là cách làm là như vậy Dạ đi. Thế thì bây giờ cái trước mắt là mình sẽ phải chỉnh sửa lại 511 của cái mảng nào ấy thì về mảng đấy Dạ cho chị nhìn nhá. Để nhìn thứ nhất Dạ này là bán hàng thì ra bán hàng là đúng với 511, thành phẩm thì đúng với Dạ 5112 cái đã. Còn dịch vụ Dạ thì 5131 là của công trình, 32 là của cho thuê. Được chưa? Dạ Đấy là đầu tiên là Dạ phải tách nó ra nhá cho đúng với bản Dạ chất. Thế nhưng mà trong cái phần công trình ý, và cho thuê ý, Dạ thì em lại phải gắn luôn cái mã cho nó luôn. Dạ Chị ví dụ Dạ như là trải thảm này, đúng không? Thì trải Dạ thảm này sẽ Dạ theo hợp đồng bao nhiêu thì em sang phần Dạ thống kê đây này nhá, bỏ ghi nhá, sửa chỉ ví dụ như vậy Dạ để em phải gắn luôn cho Dạ chị vào cái công trình liên quan, công trình liên quan đây. Dạ Thế ví dụ như phần công trình Dạ này có hai cách để vào ở đây Dạ đây, chị thấy Em biết là chị có đấy đó đấy em làm rồi đó. đấy, ok, thế thì Dạ em cái đó sẽ em đang em dạ em phải ý ý là em biết cái này rồi, em đang để chỉnh sửa cái này lại á, tại vì cái này là lúc đầu em đưa lên là em cũng biết nó sai á, nhưng mà em đưa lên để cho nó cân cái đã, chứ đúng cái rồi, này là em biết cách rồi, có ok. nghĩa là cái doanh thu này là thứ hai em xử lý, tại vì em Rồi. cũng nhờ mấy bạn là trong phòng tách ra đó chị, thì thứ Như hai vậy là cái thương mại và cái dạ thành phẩm thì không cần nhá, không cần ở bên bên bán dạ ra đâu. Nhưng mà dạ cái công trình thì dạ lại chọn cho chị cho thuê ra, cho thuê dạ và dạ đấy, em biết, thế rồi. tại vì cái này nó liên quan cái giá thành để tính lãi lỗ công trình, là cái này là em biết cái cách xử lý rồi chị, cái Rồi. 511 này là em xử lý được. Ok, Dạ rồi, thế sau khi 511 em sẽ chỉnh sau, đấy là đang hướng như thế này. Thế còn bắt đầu dạ đến cái phần nguyên vật liệu hai thì dạ cái đầu vào của em ấy thì em phải nhập kho. Nhập kho chứ dạ em không để xuất thẳng. Quay về nhập kho cho dạ chị. em đúng rồi, em đang nhập kho, em đang xuất kho 155 để sản xuất với chị, là cái bước đó em đã làm rồi đó. Rồi. Nói chung là tính ra được cái giá thành nhập kho 155 là đúng rồi đó chị. Một Nhưng mà 152 là em đang nhập kho rồi, đúng không? nhập kho để đưa qua giá thành 155 á, là của các cái thành phẩm mà công ty sản xuất là nó đã ra đúng rồi đó. Là 152 xuất qua rồi em khai báo định mức rồi em tính giá thành của 15 em nhập vô 155 là đúng rồi. Nhưng mà đang vướng cái chỗ là 155 mà bây giờ xuất tiếp đi 621 á thì chị nói là không có qua 155 á chị. À bây giờ Thì em vậy thì hiện tại nếu là mà em không qua 55 đây dạ. đúng không? À vậy Dạ, nếu như em em đã đã làm tính được rồi. rồi, em đã tính cái này, đưa chị xem cái Dạ. cách tính của em nhé. Nếu em tính được Dạ. rồi thì chị đã đồng ý cho Dạ. nó qua 155 và bây giờ chị sẽ xuất tiếp 155 này ấy, Qua để đưa 621. sau sáu sáu Dạ. hai một đây Em cũng làm kho. được chị, cái 155 qua 621 là em cũng làm được, Rồi, là em cũng ok. có file Excel sẵn tay em bốc Rồi. lên thôi là Em bốc dạ. lên, em cho vào từng công trình, có nghĩa là ví dụ như Dạ là đúng rồi. 621, Dạ. 21 mấy nhá, Đúng rồi chị. 621 mấy Dạ đấy, dạ. khi mà mình tách ra đấy Dạ. có 155 Dạ. và đẩy cái số lượng thôi, còn tính tính lại kho ấy thì cái đấy Dạ em em biết rồi. sẽ làm cho Dạ. chị này. Cái phần đó em làm được chị. Dạ. Rồi, ok. Cái phần đó là Thế được. dạ 155 qua 621 là em làm được rồi. À, với lại nó có một phần như vậy nè chị, bên này á nó làm thông tư 200
mà cái phần mà nó có hai cái mà cần xử lý là hồi hồi nãy á, là cái chỗ mà 152 nó đưa vô 632 á chị, với có một phần thẳng á là 152 nó đưa thẳng vô 1542 luôn, nó không có đưa qua, giống như là mấy cái mà xuất đá để phục vụ công trình đó chị, là 152 nó đang đưa thẳng lên nợ 152 có 1542 luôn. Thì nếu mà như vậy á thì khi mà mình tập hợp để tính chi phí công trình nó sẽ không đúng. Sao lại nợ 152 có 154 được? Thế là thì sai. Vậy nên bây giờ là phải định khoản lại cho chị là nợ 621. 21 cụ thể là 621 mấy? Nếu trong công trình thì là 12 và 13 có 152 chứ không ai, vì em đã dùng thông tư 200 thì không thể nào sử dụng 154 đây. Thì bởi vậy 154 chỉ có bước kết chuyển thôi. 3133 bởi vậy nên cái đó là bây giờ phải xử lý lại, là tại vì cái người đó họ đang đưa thẳng như vậy á chị, họ làm cái Excel nên họ đưa thẳng như vậy nên không thế được. Là vừa lẫn lộn giữa hai thông tư là sai. Ok rồi, thống nhất là em cũng phải xử lý như thế nhá. Đầu tiên là đưa về kho 152 này, sau đó xuất kho ra cho từng cái mảng ấy theo cái đầu mình vừa tách xong ấy. Đấy. 621. Đúng rồi. Xong rồi từ 621 lại kết chuyển qua 154 đúng không chị? Không, đầu tiên là nợ 621 có 152 cái đã. Nợ 621 có 152, còn cái phần kết chuyển đó không là phải có quy trình giá thành. Tính giá thành nó sẽ tự kết chuyển. Đúng rồi, qua bút toán kết chuyển xong. Dạ, rồi vậy còn cái phần 152 mà đang xuất vô 632 thì cái đó giờ làm sao chị? 152 mà đang đưa thẳng vô giá vốn 632, bán thẳng nguyên vật liệu, bán thẳng nguyên vật liệu nên giờ phải đưa 152 qua 156 á chị, thì cái đó có cần xử lý không hay vẫn cứ để vậy chị? 152 xuất qua 156 đúng không? Có hai cách, thứ ba là nên đưa như thế để sau này khi em nhìn lên báo cáo thì em thấy được là 5111 thì đi với 6321 và 6321 thì đối ứng với có 156, thì nhìn sau này nó rõ ràng luôn đấy, và doanh thu và giá vốn luôn luôn nó phải là dương. Em hiểu không? Em hiểu rồi. Dạ, vậy cái phần 152 mà đưa qua 156 là mình làm cái phân hệ nào? Vào nghiệp vụ này, kho này, chuyển kho. Cái của em nó đang bị ẩn nghiệp vụ. Em không được xuất âm đâu nhá, không được cho phép xuất hóa số lượng. Em biết, ý là cái này là tại vì đang xử lý số 6 tháng đúng, á chị. Đúng rồi, có nghĩa là em đang cho cái đầu ra thì được nhá. Làm xong đầu ra thì bắt đầu khi mà xuất vật tư và cái phải bỏ cái phần này chị. Dạ, mai mốt em sửa lại tại vì họ làm trên Excel quá chị. Nên giống như là hàng thì nhập kho trước mà hồ sơ chứng từ thì về sau, nên cái ngày nhập kho thì họ lại lấy trên cái ngày chứng từ nên thành vật tư nó xuất bị âm. Thì em đang làm để nó khớp số 6 tháng thôi, chứ mai mốt em sẽ chỉnh lý lại hết, em sẽ đưa những cái chứng từ sau lên trước cho nó khỏi âm kho chị. Chứ giờ không làm. Ok, chị hiểu, nhưng mà nói chung là lưu ý cái chỗ đấy thôi. Ẩn hiện các nghiệp vụ này bị ẩn mất cái chuyển kho nhá. Rồi. Bây giờ mình mới vào phần đây, vào kho này. Một là vào nghiệp vụ này. Kho này. Chuyển kho đây này. Bây giờ mình mới ghi nội dung ở đây, ngày hạch toán, ngày chứng từ, tức là cái ngày mình bán ấy thì mình phải chuyển kho trước, sau bắt đầu mình bán. Mình mới chọn đến cái mã hàng đấy, xuất tại kho 152, nhập tại kho 156, nợ 156 có 152, điền số lượng đây cho chị này. Được chưa? Điền số lượng đây xong nhưng mà khi bán ra nhá thì em vào phần bán này. Vẫn là vào bằng chứng từ bán hàng hạch toán này, đúng không? Hoặc là vào sửa này. Thì cái mã đấy ngay từ đầu mình nó chưa hiểu nó là hàng hóa đâu. Trong phần giá vốn đây này, em phải chọn lại kho. Nếu không nó hiểu nó là 152 đấy, mà trong khi đó mình chuyển rồi. Em hiểu chưa? Thì mình phải sửa tay ở kho 152 nợ 632 có 156 đây chị. Số lượng giá tính lại kho một cái thì phần giá vốn của kho nó sẽ lên. Được chưa? Dạ rồi, em hiểu, em hiểu chị rồi. Thực ra ấy, ở đây chị thấy các bạn ấy đang để theo kiểu là từng cái tài khoản như này thì thôi cũng được. Tuy nhiên là cái này là em làm á, là em học ở trên giáo trình, em thấy là giáo trình dạy vậy mà chị. Chứ còn ở trên Excel thì người ta không làm vậy. Mà em thấy giáo trình của bê tông tươi á. Dạ, như là giáo trình của cái xây dựng á là họ dạy vậy á chị. Giáo trình của xây dựng á là dạy là tách cái một đó ra. Thực ra hai cái cách thì cách cũng không sai. Nhưng mà em thấy cũng hay. Em làm như thế này thì nhìn luôn ở trên bảng cân đối số phát sinh ấy. Thì nó sẽ ra ngay, cái này cũng được. Nói tóm lại là bây giờ về cơ bản là chị thấy là nó cứ đi theo đường hướng đấy cho chị đi. Thấy chưa? Sau khi xỉnh hết 511 và các cái chi phí của cái nào ra cái đấy ấy,
thì sau đó bảo chị để chị hướng cái phần tính giá thành, đúng không? Thế Dạ. còn cái nữa là bây giờ chị đi soi xét những cái vấn đề ấy mang tính chất số dư đầu tư Dạ. nhá, đấy xem em nhập vào với Dạ. lại so với cái báo cáo chi tiết nó đúng chưa nhá, thì chị sẽ xuất khẩu này ra. Bên đầu kỳ bên nọ với bên có nó đang bị lệch một ít. Em cũng biết cái nó lệch ở chỗ nào rồi nhưng mà em chưa sửa chị. Mấy trăm đồng mà, là tại vì á là họ làm trên Excel họ lấy hai số lẻ đó chị. Giống như là mấy cái tài khoản khấu hao rồi tài khoản công nợ là nó bị lệch mấy trăm đồng bên nọ với bên có, em đưa lên em cũng thấy rồi nhưng mà em chưa có Chia sẻ xử không, cái đấy thì cũng không vấn lý. đề gì, chị đang xem cái vấn đề khác. Thế là cũng nghĩa là nghe cái giáo trình tự học của xây dựng cộng với tự học của bê tông tươi là cũng nhiều cái nó cũng đáp ứng hết rồi đúng không? Dạ, Dễ nói hiểu. chung cũng nhờ học đó mà em mới đưa lên được. Chứ không em cũng chẳng có cách nào để đưa được. Nhưng mà giống như hồi trước em chẳng biết tính giá thành sao luôn á chị. Nhưng bây giờ thì em hiểu ra Ừ. Đúng rồi, học của trên chứng em từ là của hay em nhất. luôn, làm trên chứng từ của em luôn, Dạ còn cái đấy là để tham khảo khi em Dạ quên thôi em nhá. Dạ Cái từ từ vào cái năm đầu tiên này, lên báo cáo tài chính năm đầu tiên này thì chị sẽ kiểm tra cho em ấy. Và như thế Dạ là sau năm sau mà cứ thế làm thôi. Có gì hiểu thì hỏi thêm. Dạ Bây giờ chị sẽ đi kiểm tra cái đầu kỳ cho em. Thì cái kiểm tra đầu kỳ ấy, thì Dạ ở đây là 214 này của em này là bằng 39 tỷ đúng không? Dạ Còn Dạ 211 này là 59 tỷ đúng không? Thì em Dạ sẽ kiểm tra Dạ bằng cách này. Chị xem kiểm tra chi tiết bằng cách là vào sổ tài sản cố định này. Dạ Chọn cái năm trước. Dạ Tức là trước khi chọn năm trước thì chị sẽ kiểm tra dữ liệu của em ở đây là tệp này. Thông tin dữ liệu kế toán này. Đúng rồi, em tạo cơ sở này. Cơ sở này là em tự tạo đúng không? Dạ, em tự Rồi. tạo. Rồi thế thì bây giờ mình sẽ xem là 1 tháng 1 năm 2020. Đầu kỳ mà. Đúng không? Dạ. 1/1/2020 này. Dạ. 30/12/2020. Chị đang xem số dư đầu kỳ. Nếu số dư off vào đúng À, rồi thì ok, thôi. đã đồng ý. Dạ. Dạ. 214 là 39, Dạ, 7, em đưa 8, Excel lên. 202. Ok, khớp nhá. Rồi, đầu kỳ Dạ, khớp. khớp chị. Em hiểu cái cách kiểm tra đúng không? Đúng rồi chị, em kiểm 100, tra hết hết rồi. Dạ, đúng rồi chị. 145902 580. 145902 580 á, thì bây giờ mình sẽ vào phần công cụ dụng cụ này, bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ. À, em đưa vào chi phí trả trước đúng không? Em đưa chi phí trả trước Thì chị, nếu vậy thì em đưa công cụ ok, dụng cũng cũng cụ. khớp rồi đúng không? Dạ, khớp rồi chị. Dạ, đúng rồi. Nó hàng tháng nó tính khấu hao ra đúng luôn rồi Rồi, chị. rồi. Tính khấu hao, tính chi phí đúng luôn rồi. Rồi, tuy nhiên là bây giờ khi mà em phân ra từng loại doanh thu đấy, từng loại chi phí đấy, thì chị chú ý một chút là khi phân bổ phần tài sản cố định và cái phần chi phí trả trước ấy, thì em phải chọn lại cho chị là nó có đúng là 621 mấy. Ví dụ như của sản xuất mà em phải đưa vào 6213 thì sai rồi. Em hiểu không? Thì em lại phải chỉnh Em lại cho hiểu. chị là cái nào vào cái đấy. Đấy, hiểu không? Bằng cái chỗ mà, chỗ phân bổ này này. Đúng không? Chỗ phân bổ này, đây ví dụ 6271 mà không đúng với bản chất của 6271 đấy, mà nó phải là không phải là của sản xuất mà là của xây dựng thì phải là 6272 đúng không? Thì em lại phải sửa lại ở phần ghi tăng. Em hiểu không? Thậm chí là có thể là tháng này thì cho vào cái tài khoản này, nhưng tháng sau ấy em có thể cho vào tháng khác thì em lại phải sửa ngay ở chỗ phân bổ của từng tháng. Khi em phân bổ cái chỗ Em nào hiểu. để làm cho cái mảng nào về cái mảng đấy chị nhá. Rồi. Ok, thế thì trước mắt là em sẽ chỉnh sửa từng đấy vấn đề ấy xong xuôi ấy, rồi đã sẽ Cảm ơn chị. xem cái kết quả định hướng công việc nhá. Ok Ok chị. rồi, thế thôi nhá. Em cảm ơn Ok chị. rồi, Dạ, chào em em chào nhá. chị.